Nửa yêu thương của mình như thế nào? Cao khoảng độ 1m58 đến 1m6. Rồi. Anh 1m55 được không anh? Được ạ. Cái đó là người ta chỉ ước cái mơ này là thôi ước ha. Mơ. À. Gặp mà thương nhau 1m51 cũng được. Dạ 49 cũng được. Rồi, gì nữa em? Dạ tính tình hiền lành. Có một số tài lẻ như nấu ăn, đi làm cả ngày đi làm mọi người ăn cơm ở ngoài á. Thì em cũng muốn có một cái bữa ăn gia đình buổi tối. Dạ. Em cũng thích nấu ăn. Dạ, chào em. Chào em. Trời ơi, dễ thương quá. Em có cần bạn gái em phải đẹp, da trắng? Dạ không, da em cũng ngâm mà chị. Thì đó, em cứ được quyền ước mơ. Cũng nhìn qua chị Hồng Vân thì chắc bạn đó cũng trắng lắm. Trắng, trắng hồng. Trắng hồng. Trắng chứ không có hồng. Nên mình trắng hồng tại mình đánh má hồng đó cưng. Dạ. Còn em sao nè, em mình dung cái bạn nam bên đây sao? Mọi người lý tưởng của em á, em mong là anh ấy cao hơn em, cao khoảng 1m68 trở lên. Khuôn mặt thì nhìn hiền lành và chín chắn. Dạ, được vậy là được rồi ạ. Như thế là được rồi đúng không? Dạ. Bên đây hiền lành, tốt tính. Bên đây cũng rất là tốt tính hiền lành. Bên đây hơi la sảng. Nóng trên la nãy mới nói mà. Gào lên là hết rồi. Gào lên là hết chị. Ừ. Không chưa có đầy bụng. Nhiều khi gào 2-3 lần mới hết. Rồi, để tôi qua tôi coi đàn gái coi sao nha. Dạ, chào anh. Chào em gái dễ thương. Dạ. Em không thích điều gì ở đàn ông? Đừng gia trưởng. Gia trưởng? Dạ. Hiền khó gia trưởng lắm. Nhưng mà đừng có hiền quá, mình vẫn phải có chính kiến. Hoặc là mạnh mẽ trong những trường hợp để có thể mà em có thể dựa dẫm những... Vai bạn này chắc nịch à, em yên tâm. Bạn yên tâm đi, nói chung là nhìn bạn này rất là có duyên ha. Anh là con trai mà anh nhìn. Em giới thiệu về mình đi. Dạ. Em xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quyền Linh và xin chào bạn nam bên kia. Em tên là Hoàng Thị Thanh Tâm, sinh năm 1992 và em đến từ Đồng Nai và công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp chính của em là nhân viên kế hoạch ạ. Bạn nam thì sao? Em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Rồi, chào em. Em tên là Nguyễn Hữu Thành, sinh năm 1990, quê quán ở Đồng Nai. Hiện tại thì em đang là nhân viên kinh doanh bán thiết bị công nghiệp cho công ty Hưng Phát. Em làm ở đâu em? Dạ em làm ở quận 9 ạ. Quận 9 hả? Dạ vâng ạ. Là cũng trên Thành phố Hồ Chí Minh luôn và hai bạn cũng là đến từ Đồng Nai. Có nghĩa là bạn đang sinh sống ở Đồng Nai hả? Dạ hiện tại em với gia đình cũng chuyển lên quận 9 rồi ạ. Cũng sát bên nhau mà. Dạ. Không có lo điều đó ha. Dạ vâng. Em có điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh của em thì hiền. Dễ hòa đồng với mọi người. Không hút thuốc cũng không uống rượu bia. Em có tật xấu gì không? Dạ em thì hơi nóng tính ạ. Anh cho em hỏi xin, nếu mà nóng tính đó thì anh làm cái gì anh? La đấy em. Anh nóng tính anh la dữ lắm luôn. La lên thôi chứ anh cũng không có để bụng. Đừng có quýnh anh nha, em sợ quýnh lắm ạ. Đối với phụ nữ hay là trẻ em rồi thì anh cũng không có cái tiêu chí là suy nghĩ là nghĩ đến vấn đề bạo lực. La là cho nó hết thôi chứ la là cho nó hết rồi. Yên tâm mà. Bạn nữ nè, bạn nói về dạ. Cái điểm mạnh và điểm yếu của bạn đi. Em cũng có biết nấu ăn nữa, một chút nấu ăn. Em cũng yêu động vật và yêu trẻ con. Em cũng có thể nói chuyện được với cả người lớn nữa. Còn điểm yếu thì cũng nhiều lắm. Cái việc nhỏ nhặt như là chìa khóa hay là cái gì em hay bị quên lắm. Nên bạn bè hay gọi là não cá vàng á chị. Dạ. Não cá vàng. Dạ. Não cá vàng là một cái từ rất là dễ thương á. Của tụi teen bây giờ đó Vân, không có gì đâu. Em trai. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, thì ngày xưa thì em có một mối tình. Còn bây giờ không có đúng không? Bây giờ không có. Mối tình đó lâu không? Cách đây gần 3 năm rồi, em quen nhau khoảng 1 năm. Có sâu sắc lắm không? Nói chung là em quen trong quá trình 1 năm đó thì hai người cũng không có tương đồng quan điểm ấy. Thì dẫn đến là bọn em là chia tay ạ. Còn em thì sao? Dạ thì em nghe anh bên kia thì em thấy em cũng ná giống vậy luôn á. Dạ. Có nghĩa là có mấy mối tình rồi? Một mối tình đơn phương. Dạ thì lúc đó em nói chung là cũng trẻ trâu lắm, cũng mạnh dạn tưởng người ta thích mình, ảo tưởng sức mạnh cái tỏ tình không thất bại. Thất bại. Dạ. Anh Đăng Phương. Thôi pass qua đi, pass qua cái dạ, đó đúng đi. Rồi. Còn mối tình thứ hai thì cũng có tiến tới là có thành một đôi luôn á. Nhưng mà... Bao lâu? Trong bao chỉ lâu? Chỉ được có 3 tháng. 3 tháng thôi hả? Dạ. Lý do chia tay? Dạ, lý do thì lúc đó em về em có báo bố mẹ tại thật sự cũng là vui tại vì lâu rồi. Nhưng mà tại vì anh nó bên đạo và bố mẹ em thì lại không thích bên đạo. Nên lúc đó em nghe lời bố mẹ nên cũng... Là chia tay? Dạ, chia tay. Là bao lâu rồi cưng? Năm 2017 ấy. Ồ, bạn kia cũng 3 năm đó. Có vẻ đi lạc hơi bị lâu á. Bữa nay hết lạc rồi ha. Dạ. Gặp nhau biết đâu chúng ta sẽ cùng đồng điệu và phát triển cái mối quan hệ đó.
trở thành một cái hạnh phúc của riêng mình nha. Dạ. Bạn trai bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cao khoảng độ 1m58 đến 1m6. Rồi. À, anh 1m55 được không anh? Được ạ. À. Cái đó là người ta chỉ ước cái này mơ là thôi ước ha. Mơ. À. Gặp mà thương nhau 1m51 cũng được. Dạ 49 cũng được. Rồi, gì nữa em? Dạ tính tình hiền lành. À, có một số tài lẻ như nấu ăn, đi làm á, cả ngày đi làm à, mọi người ăn cơm ở ngoài á, thì em cũng muốn có một cái bữa ăn gia đình buổi tối. Dạ. Em cũng thích nấu ăn. Dạ, chào em. Chào chị Hồng Vân. Trời ơi, dễ thương quá. À. À, em có cần bạn gái em phải đẹp, à, da trắng. Dạ không, da em cũng ngâm mà chị. Thì đó, em cứ được quyền ước mơ. À, cũng nhìn qua chị Hồng Vân thì chắc bạn đó cũng trắng lắm. Trắng. Trắng hồng. Trắng hồng. Ừ. Trắng chứ không có hồng. Nên mình trắng hồng tại mình đánh má hồng đó cưng. Ừ. Dạ. Còn em sao nè? Em mình dung cái bạn nam bên đây sao? Mọi người lý tưởng của em á, em mong là anh ấy cao hơn em. Cao khoảng 1m68 trở lên. Ừ. Khuôn mặt thì nhìn hiền lành và chín chắn. Ừ. Dạ, được vậy là được rồi ạ. Như thế là được rồi đúng không? Dạ. Bên đây hiền lành, tốt tính. Bên đây cũng rất là tốt tính hiền lành. Bên đây hơi la sảng. Nóng trên la nãy mới nói mà. Gào lên là hết rồi. Gào lên là hết chị. Ừ. Không có đầy bụng. Nhiều khi gào 2-3 lần mới hết. Rồi để tôi qua tôi coi đàn gái coi sao nha. Dạ em chào anh. À, chào em gái dễ thương. Dạ. Ừ. Em không thích điều gì ở đàn ông? Đừng gia trưởng. Gia trưởng. Dạ. Hiền khó gia trưởng lắm. Nhưng mà đừng có hiền quá, mình vẫn phải có chính kiến. Hoặc là mạnh mẽ trong những trường hợp. Để có thể mà em có thể dựa dẫm những... Vai bạn này chắc nịch à, em yên tâm. Bạn yên tâm đi, nói chung là nhìn bạn này rất là có duyên ha. Anh là con trai mà anh nhìn bạn này anh có cảm tình đó. Dạ. Ha. Anh cũng hay nhìn trai anh có cảm tình đó. Biết nhiều lúc coi lại anh cong hơi thẳng nữa. Anh đi với ai? Dạ, hôm nay thì em đi đến với lại em họ của em và hai người bạn thân của em. Bây giờ nhà gái có ý kiến xem nào. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh ạ, chào cô Hồng Vân và chào anh bên đây với cả tất cả khán giả ở trường quay ạ. Từ em xem từ đầu chương trình tới giờ thì em cảm thấy anh bên đây thì rất là hiền lành, vui vẻ, thân thiện, có nét tương đồng với chị em. Bởi vậy nên là em mong là sau chương trình thì hai anh chị sẽ cho cơ nhau cơ hội để tìm hiểu. Em rất mong là có một happy ending ạ. Anh cảm ơn. Hay quá. Anh trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ và toàn thể công ty. Chào chương trình ạ. À, tôi tên là Bùi Thị Sinh, tôi là mẹ cháu Thành. Cháu này thì bác nhìn thì cũng xinh, hiền lành, dễ thương. Thôi thì mong hai cháu cho nhau một cơ hội bấm nút ạ. Dạ rồi, cảm ơn mẹ. Mẹ hiền như sao ha. Rồi bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt. Nói không nổi đó. Bình tĩnh. Không cần biết em là ai. Không cần biết em từ đâu. Không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rồng. Ta yêu em qua đông tàn ngày tần. Yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Không cần biết đêm dài sâu. Không cần biết bao gầy hao. Ta ngồi đếm bên thời gian, nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi, như xa xôi nay quay về gần gũi. Yêu em vì chỉ biết đó là em. Em nghe không? Hôm nay thì anh có duyên nhờ chương trình được gặp em. Con gấu da nó cũng giống da anh mà nó cũng mập như anh. Cho nên anh quyết định anh chọn cho em thì hy vọng là chắc chắn là chúng ta có cơ hội là bấm nút và có cơ hội tìm hiểu nhau. Cho nên anh hy vọng là con gấu này thì nó sẽ là người bạn đồng hành với em là trong cái thời gian mà ví dụ như không có anh bên cạnh. Trời ơi, đáng yêu quá. Dạ, em cũng có một món quà muốn tặng anh ạ. Cảm ơn. Đây, anh có thể mở ra xem cũng được không ạ? Anh có thể... Dạ, trùng hợp là... rất là đẹp ạ. Cũng là con gấu luôn. Dạ. Bên đây... con gấu luôn hả? Dạ, hình dạ, con gấu. Dạ, đúng rồi. Con gấu bên kia là Tan và con gấu này đó chị ông Vân. Dạ, cái này thì em
tặng là với mục đích là anh sẽ sử dụng nó hàng ngày, giống như là uống nước, để mỗi lần mà anh nhìn thấy nó thì anh có thể nhớ ý tới là em được người tặng. Chắc chắn. Hai bạn này có nhiều cái đồng điệu ghê đó, thực sự. Bạn trai tặng gấu to, còn bạn nhỏ tặng gấu nhỏ, ý là muốn có con gấu con. Không biết là trong tưởng tượng của em thì khi mới gặp anh như thế nào? Dạ thì đúng là mọi người nhận xét đúng là anh nhìn rất là có duyên, có khá cảm tình với anh. Tại vì anh nhìn khá là hiền và anh thích những người như vậy. Chắc chắn là anh sẽ không hiền quá. À, đúng rồi, dạ, em những lúc nào mình cần gồng là mình phải gồng lên. Dạ. Quan điểm của em trong tình yêu như thế nào? Duyên đến thì do trời, nhưng mà bên nhau thì là do người. Có nghĩa là ông trời đã cho mình cái cơ hội mình gặp nhau, nhưng mà mình có ở lại với nhau, mình có bên nhau được hay không á thì là do tình cảm và do tính cách của mình muốn nữa. Em rất là tâm đắc cái câu đấy. Dạ. Tiêu chí của anh thì ví dụ như quen mà chúng ta hẹn hò mà thấy hợp tính, đến được với nhau thì trong vòng 6 tháng hoặc 1 năm. Anh cũng không biết là tương lai thì có tạo cho em một cái cuộc sống giàu sang hay không. Dạ. Nhưng mà anh chắc chắn anh sẽ bảo vệ em. Trời ơi. Câu chốt hạ. Anh sẽ che chở. Còn gì để nói nữa. Anh sẽ bảo vệ được em là chốt hạ. Còn quan trọng suy nghĩ của bạn gái, bạn sẽ trả lời bằng nút bấm. À, dạ. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định. Bởi vì á, mình thấy ở đây rất là hợp lý luôn. Hai bạn rất là hợp với nhau. Nào, để tay vào nút bấm. Nào, nếu các bạn quyết định thì sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ bấm nút. Nếu không quyết định, không cần bấm. 1 2 3 Bấm rồi. Trời ơi, giật mình. Bấm mà không ăn. Không bấm chậm vậy. Em bấm mà không có anh. Hả? Em bấm mà không đúng có anh đúng không? Bấm mà nó không có nào, vô luôn á. Hãy nắm tay nhau và bạn gái muốn tặng gì đó. Dạ. Nắm tay nhau chặt vào. À, dạ, tại em cũng có chuẩn bị một món quà tinh thần cho anh. Đó là một điệu nhảy. Dạ, nhưng rồi mà có thể cho em tháo giày đúng không? Tại vì cái nhảy tháo đi, em tháo đi, miễn em nhảy đẹp thôi. Trời đất ơi, ôi trời ơi. Mà biết tháo không đó? Tháo được mà có ráp được hay không mới quan trọng. Rồi cả hai đứa nó cùng không tháo được giày luôn, nó rối quá rồi. Dạ được rồi, em cảm ơn. Mang giày lại đi. Dạ. Cái này giống như cảnh trong phim Hộp Giờ Mặt Trời ấy chị. Ừ. Em từng mơ đúng không? Từng mơ được, bữa nay là em có được ước mơ sự thật luôn đó. Có hoàng tử mang giày cho em rồi đó. Dạ rồi. Hai. Nắm tay nhau đi các bạn. Có gia đình hai bên đó. Bạn trai nói gì đi, hứa với gia đình. Và xin phép bắt đầu tụi con hẹn hò với nhau. Con xin phép cô chú. Con quen một người chỉ quen một người thôi. Con không có quen người thứ hai. Cho nên trong quá trình quen thì cô chú cứ yên tâm, con hứa là sẽ bảo vệ em. Em nói gì với mẹ đi. Dạ, chào bác. Con rất cũng có cảm tình với anh Thành. Thì cũng mong là con cũng sẽ có một cái phúc đẹp. Dạ, cảm ơn bác. Bây giờ Thành làm thủ tục đầu tiên đi nào. Dạ, con xin phép cô chú và xin phép em hôn bạn. Hôn đi, hôn đi. Trời ơi, vén tóc rồi ha. Vén tóc. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm có một tiếng nói chung và tất cả đều là chung hết ha. Em cảm ơn anh Quyền Linh. Dạ, cảm ơn. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí nhãn hàng Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Yakio là thương hiệu điện gia dụng cho mọi nhà. Các sản phẩm nổi bật bao gồm máy lọc nước Hàn Quốc, máy làm mát,
nồi chiên không dầu, máy lọc không khí và các sản phẩm gia dụng khác. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Rồi, chúc em hạnh phúc. Chúc em hạnh phúc nha. Dạ, em cảm ơn. Bảo vệ suốt cuộc đời nha.